Xin chào mọi người, em tiếp tục lên video tiếp theo. Ở video này là số video 710 nhé mọi người. Lô này em sẽ giới thiệu tổng cộng có 21 mã cần. Tất cả lô này đều là hàng carbon nhé. Thì số lượng em báo, giá em báo ở trên video là chưa có phí vận chuyển. Phí ship đối với mỗi đơn là 30.000 nha mọi người. Người có nhu cầu đặt hàng vui lòng là liên hệ giúp em qua số điện thoại 0932 455 407. Hoặc mọi người gọi trực tiếp hoặc là kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn hàng ha. Và đây là video số 710, mọi người nhắn cái video lấy hàng giúp cho em nhé. Rồi em đi vào mã đầu tiên này. Đầu tiên em có một cái cắn vượt nha mọi người. Cái này cắn vượt là 4m8. Đây, cái này nó có đủ qua sách, nó không có mặt vượt ha. Nó có qua đeo như thế này. Thu gọn là 84cm. Một cái cắn vượt carbon của hãng Cross Virus nha mọi người. Cái này thì nó có trầy nha. Màu hình có trầy xước ạ. Màu nó sẽ là màu tím tím phối nhũ như thế này. Hãng Landing Shark 1m80. Ren của cây này là ren 12 ly nhá, ren ok nha mọi người. Bên trong này, bên trong các lóng này thì có màu đen nhưng mà nó có trầy nha mọi người. Nó có sần xước này, lóng là màu đen hết ạ. Đó, có trầy ạ. Bên này ok, bên này trầy này. Rút gọn 84cm, chiều dài là 4m80. Có đủ đầy đủ dây đeo. Cái này mã số 1 ạ. Trọng lượng của cần là 618g ạ. Giá cần là 500.000. Cán vượt nha mọi người, cán vượt không kèm mặt vượt. Đây chỉ có là cái cán và quai đeo như thế này. Giá 500 ạ, mã số 1. Tiếp tục số 2. Số 2 là một cây cần rút nha. Cái này là một cây cần rút của Ryobi, dạng cần súp lỡ, độ cứng 15, dài 2m1. Dòng này là của Hàn Quốc xuất Nhật nha, phần gốc đây. Ngoại hình cũng còn ok, cán của nó sẽ là phần xốp tay cầm như thế này, góc nhỏ này. Padfuri FS6, Hàn Quốc xuất Nhật, tem nhãn ok à, đầy đủ. Độ cứng sẽ là 15, chiều dài 2m1, khoen sẽ là khoen Furi đá xám, có 5 khoen như thế này. Cái này ngọn em đo á, ngọn ở đây là ly 9 nha mọi người. Ngọn 1 ly 9, độ cứng 15, độ dài 2m4, bao gồm 3 lóng rút ạ. Ở bên trong thì nó sẽ có màu xám trắng như này, màu xám nha. Ngoại hình ok. Rồi cái này sẽ là mã cần số 2, súp lỡ Ryobi 15 2m1, cân nặng 118g, rút gọn 80cm và giá là 500.000 ạ. Mã số 2 giá là 500.000. Tiếp tục mã số 3. Số 3 là một cây cần rút carbon, độ cứng 30, độ dài 3m3. Đây carbon rod này, 30 3m3 của hãng Queen Coral. Phần chui của nó là chui vặn như thế này. Cần này thì có phần gốc là 21.3 ly, khoen bát là khoen bát hãng ạ. Cứng 30 3m3 nha mọi người. Khoen của nó sẽ là dàn khoen hãng, tổng là tổng các khoen của cần đây 2 4 6 8 khoen bao gồm cả bu ạ. Ngọn em đo được là 2.1 ly. 2.1 ly ạ, màu của nó đây. Đó, màu kiểu xanh xám nha. Cái này bên trong các lóng còn sáng lắm nha. Lóng ok nè, ít trầy. Cái này nó có hơi bị oxy hóa cái phòng kim loại đầu đây xíu. Đó. Rồi cái này sẽ là mã số 3. Chiều dài là 3m3, độ cứng là cứng 30, dòng cần rút. Trọng lượng của cây cần là 258g, chiều dài rút gọn là 1m và giá là 500.000. Mã số 3, giá là 500.000 ạ. Số 4 ạ. Số 4 em có một cây cần, cái này cũng là dạng cần súp lỡ, cần Shimano ạ. Shimano dòng Holiday Soft Spin, dài 3m3, độ cứng GX tương ứng là 20 ạ. Một cây China xuất Nhật màu xanh ngọc rất là đẹp nha. Phần chui đây. Độ lớn gốc là 21.6 ly ạ, 3m3, 5 lóng rút. Và độ cứng 20, Padfuri ạ, cần nguyên bản này. Khoen của nó cũng là khoen Furi loại đá xám luôn.
6 khuyên. Đọt là 1.9 ly. Đây phôi này, carbon của nó sẽ là phôi sấm vằn màu xanh ngọc đồng bộ hết nha. Mới đẹp lắm nha cả nhà. Rồi mã cần số 4 ạ. Sấp lỡ Shimano, dài là 3m3, độ cứng GX tương ứng 20, trọng lượng của cần là 250g, rút gọn là 79cm nhé. Mã cần số 4 có giá là 800.000 ạ. Mã số 4 giá 800.000. Tiếp theo số 5, một cây cần mini rút này. Cây cần mini rút của Ryobi Capotec nhé. Phần gốc đây, cái này ngoại hình cũng còn rất là mới, pass là pass Fury nhé. Nó nằm ở phía dưới cái tem này nè, nó sẽ có cái chữ Fury ở dọc ở đây. Còn cái tem này người ta dán lên thôi nè, pass đoạn Fury nha mọi người. Màu của cần là màu cánh gián, dàn khoen Fury loại đá xanh như thế này nhé. Tổng cần sẽ là 5 khoen, cái này bẩn thôi nhé, nó bám cái mà bẩn thôi, chứ còn khoen nó còn đẹp nha. Tổng là 5 khoen. Này dài là 1m8 nha mọi người, phần gốc đây, à phần ngọn đây. Em đo là 1.2 ly ạ. Lóng 2 này. Cần con rất là mới. Thông tin ở đây. Độ cứng số 10, độ dài 1m8, Ryobi nhé. Có 6 lóng tất cả, hàng của Hàn Quốc này, Made in Korea nha. Tem nhãn ok. Cái này thu gọn á 42cm. Và có cân nặng là 110g ạ. Cái này có giá là 600. Giá là 600k. Mã cần là mã số 5, rút mini, cứng 10, 1m80 ạ. Giá là 600 nha mọi người. Tổng thể như thế này. Rồi cây số 6, một cây cần tay của Shimano. Cây này nó sẽ có chiều dài thu gọn là 37cm. Và độ dài của cần là 3m6 ạ. Độ dài là 3m6 đây, cần tay Shimano hàng nội địa Nhật nhé. Cái này thì nó sẽ có nút gỗ đầu cần đầy đủ đây, nút gỗ của nó này. Thu gọn 37 thôi, phần chui đây ạ. Có lóng bên trong đây ạ. Đây. Đọt của nó này là dạng đọt đặc đó mọi người nhé. Phôi dày dặn nha. 37cm, độ cứng tương ứng sẽ là 3H và cân nặng là 102g, có độ dài là 3m60 ạ. Phần tay cầm này, tay cầm của nó là cuốn nhựa, cuốn chỉ như này nhé. Cái này nó có trầy nha, em sẽ cho mọi người xem cái xước sát, nó dạng xước cát á. Đọt cái này em đo là 0.7 ly ạ. Đây bên trong này, những cái lóng trên đây thì nó còn sáng đẹp, nó chủ yếu xước sát ở phần dưới thôi, nó lóng sát góc. Đây, màu của nó là màu nâu như thế này nhé. Đó. Đó, bắt đầu những cái giống này là có vết xước cát nha mọi người. Đó, có xước cát như thế này nha. Đó, vết xước cát nha. Hai lóng sát góc vậy thì nó có sức cắt, các lóng trên sáng đẹp ok, cần ra thẳng, cứng 3H, dài là 3m6, mã cần số 6 nha. Cân nặng là 102g, thu gọn 37cm, giá cây này là 700.000 ạ. Đây, tổng thể như này, giá 700 nha mọi người. Tiếp theo này, cây số 7, số 7 là một cây cần của Suzumi. Đây, cây cần tay, cây này lóng lỡ, rút gọn 54cm, cũng là dạng lóng ngắn nha mọi người, rút gọn 54cm. Phần góc đây, cái đây thì nó có trầy sơn nhé, cái lớp phủ để mà nhám tay cầm thì nó có hơi bong tróc một xíu ở phần góc. Hàng của Suzumi và nó hai size cần 4m9 và 5m30 nhé. Dòng này là của Suzumi, phần góc đo độ lớn là 21.5. Đây, đây là cái vị trí lóng zoom 5m3 và 4m9, cái lóng zoom của nó còn đẹp lắm mọi người nhé. Cái này thì nói chung các lóng bên trong sáng đẹp ha. Độ cứng là tầm 3H. Bu là bu 360. Đọt em đo là 0.9 ly nha.
0.9 ly nha mọi người, cứng khoảng 3 hắc ạ. Đó, lóng hai đây. Cá lóng còn khá rất là mới nha, còn ok, trầy xước ít. Độ cứng tầm 3 hát mọi người. Rồi, một cây cần tay lóng ngắn ạ, dùm được hai size cần 4m9 và 5m3. Mã cần sẽ là mã số 7. Em sẽ có bỏ nút chụp đầy đủ khi em gửi hàng nha mọi người. Cân nặng là 158g nhé, rút gọn 54cm. Cây này có giá là 700.000 nha, mã số 7 giá 700 ạ. Tiếp theo, cây số 8 là em có một cây lua rút. Đây, cây lua rút tổng thể như thế này, một cây đai qua phần gốc này. Tay cầm của nó là mút xốp màu xám, hàng đai qua cắn hở. Mất nét. Đây để em canh nét nhé. Đây mọi người. Đai qua nhé, pad sẽ là pad pad vặn Fury. Pacific Phantom X, cái này thì nó sẽ có thông số đây ạ. Dòng cross carbon, chiều dài là 10 feet nhé, 3m nè. Độ cứng là M, lua mồi là 5 tới 30g, tải dây là 8 tới 20g. Một cây Taiwan xuất Nhật nha mọi người, Pacific Phantom. Và khoen đây, cái này thì tổng của nó sẽ là 5 khoen Fury đá xám. Cái này cái phần khoen nó không có được sáng khoen lắm mọi người nha. Đó, nhưng nó không có bị nứt khoen. Nè, cái phần này là nhìn khoen nó không có được sáng, nó có tróc cái sơn đen á. Đó, lâu ngày thì nó có bị tróc tróc như thế này, chứ còn nó không có nứt nha. Đường kính ngọn em đo ở đây là 2 ly ạ. 1 ly 9 tới 2 ly. Đây là phần ngọn cần. Dài 3m, cần lua rút. Lóng 2 là gọn 2 da ha. Cái này tổng 3 lóng thôi. Đấy. Tổng cần sẽ là 3 lóng. Lua rút Daiwa Pacific. Độ cứng anh M, độ dài 3m, thông số tải đầy đủ trên cần. Trọng lượng của cây này là 212g, chiều dài thu gọn là 110cm. Và giá là 1 triệu nha mọi người, mã cần số 8 giá 1 triệu ạ. Tiếp theo cây số 9, số 9 ở đây em cũng có một bản cần lua rút. Thật ra cái dòng này thì mọi người câu lua, câu ngâm, lăn xê đều ok. Dòng này là của Kangaroo Ocean Blue. Cái này có rất là mới đẹp luôn và nó có túi zin này, túi vải zin của cần nha. Dàn khoen cũng là khoen xích, cái này thì rất là đẹp nha mọi người. Phần góc đây, khen ráp trắng xanh, bát là bát bát vặn. Đây, đem nhãn này, Ocean Blue 10 feet nha, tương ứng sẽ là 3m. Đấy, khoen nó là tất cả Fury xích hết. Nó cũng có 3 lóng rút. Cái này thì khoen mới đẹp này. Ngọn em đo được là 2.1 ly ạ. Đây phần ngọn màu trắng. Đấy. Cũng có 3 lóng luôn ha. 3 lóng, lóng thứ hai đây. Cái này cứng tầm M luôn mọi người nhé. Cứng cũng tầm M. Đó. 5 khoen Fury xích cần của hãng Kangaroo nha. Rồi cái này là mã số 9 ạ. Cân nặng của cần sẽ là 220g. Chiều dài thu gọn là 1m1 nha. Mã sừng số 9 giá 1 triệu rưỡi ạ. Số 9 giá là 1 triệu 500 nghìn. Tiếp theo em lên cây số 10 này. Chụp này cũng là đầu chụp Fury nhé. Tiếp theo mã 10. Mã 10 em sẽ có một cần lua 3 khúc ạ. Cái này là cần của Suzumi, chiều dài 3m3 và có 3 lóng 3 khúc ráp nha. Tay cầm cán mút, cái phần mút xốp nó có bị cứng khoen ở đây nha. Đó. Bát là bát hãng, bát vặn. Dòng Suzumi và thông số tải đây, top shutter. Thông số tải là lua mồi là 7 tới 21g, tải dây 8 tới 20lb, độ cứng an M, dài 3m3. Tem nhãn ok màu xanh phố như thế này nha. Tất cả đều là khoen Fury ạ. Khoen Fury.
Khoen rất là to nhé. Khoen đầu tiên của nó sẽ là khoen Fury 40 ạ. Đây là khoen Fury đá xám này. Khoen to, nói chung cây này khá ổn, còn đẹp nha. Tướng anh mờ. Đọt là 2.3 ly ạ. Đọt là 2.3 ly. 3 khúc nhé. Mã cần này sẽ là, mã cần này là mã số 10 ạ. Cân nặng là 340 g. Giá cây này là 900.000 ạ. Giá là 900 nha mọi người. Tiếp theo số 11. 11 là một cây Shimano cần lua. À em nhập Daiwa chứ. Cái này là cây Daiwa 2 khúc. Cái này rất là nhẹ. Và form của nó đây, người ta làm cái phần tay cầm mút xốp, cái tay cầm nó khá là thon nha, thon nhỏ. Bản khoen Furisic. Dòng này là Daiwa Pacific Phantom Z nha. Cây kia là Phantom S, cái này Phantom Z. 762L là 7.6, là tầm 2m28 ạ, 2 khúc độ cứng L. Lua mồi cây này sẽ từ 5 tới 21g, tải dây là 6 tới 12lb. Cây cần tay qua xuất nhật nha. Tay qua tem nhãn đây. Khoen thì tất cả là dàn khoen Furisic này. Khoen Furisic hết, màu xám nha mọi người. Đây, ngọn đây. Tổng cây này nó có 6 khoen Furisic bao gồm cả đầu bu nhé, cần nguyên bản hết mọi người nhé. Đọt em đo là 1.8 ly, độ cứng L 2m28 nhé. Rồi tổng thể 2 khúc như thế này. Mã số 11, cân nặng là 140g. Giá cần là 1.300.000. Giá 1.300.000, mã 11. Rồi cây 12 này. Cây 12, cây này cũng là một cây cần lua 2 khúc khoen xích luôn ha. Phần gốc đây, Pat Fury. Cây Jumping Pat hàng Nhật nha. Cái này nó sẽ có chiều dài là 2m4, lua mồi là từ 5 tới 18g và tải dây là 6 tới 10lb, độ cứng L 2m4 hàng Nhật nhé. Màu của nó sẽ là màu xám như thế này. Khoen cũng là dàn khoen xích hết, tất cả khoen Fury xích hết nhé. Cần này cũng nguyên bản hàng còn đẹp. Nhiều khoen nha, rất là nhiều khoen luôn. Bu cũng là bu xích. Ngọn là 2 ly ạ. Ngọn cây này là 2 ly. Ra cây này hôm trước em có khách lấy, rồi sau khách đổi ý á, mọi người chụp đổi cây khác nên là còn đây nè. Mã số 12, 134g ha. Giá cần 1.300.000. 1.300.000, một cây lua hàng của Nhật nhé. Và 2m4, giá 1.300.000. Số 13, cây này một cây Mastercraft, một cây Mastercraft 2 khúc 3m. Tay cầm sẽ là cán mút xốp màu đen, cây này cũng còn đẹp nha. Nói chung là cái về cái lô lua rất là ưng ý, vừa ý lắm, tại vì hãng còn sáng á mọi người. Sáng và cái độ dài, những cây mà khách bây giờ tìm cần lua 2m1, 2m4, 2m7, 3m khá là nhiều. Đợt này em về được lua cũng khá ok. 3m này, 2 khúc cứng L nhé. Cái này ưng L đây. Hai, đối với dòng cần dài mà độ cứng của nó L, nhưng mà nó thông số tải cao lắm mọi người. Nó khác hẳn so với những cái dòng cần lua ngắn nha. Lua mà tầm 6, 8 là thông số L thì nó tải tầm 12g, 15g thôi. Ở cái này thông số tải là 40 cộng trừ 20g này. Đấy. Và BE là từ 1.0 tới 2.5. Thực tế cái này từng tầm M á mọi người. Thực tế độ cứng tầm đó nha, tầm M nha. Đó, cây này là một cây hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Made in Việt Nam này. Khoen của nó sẽ là khoen Fury hết. Cả quần nguyên bản nha, đầu bu Fury, Fury đây, đầu bu chống xoắn nha. Đọt là 1.9 ạ. Đọt là 1.9, dài là 3m nha. 3m, trên cần ghi rõ này. FBX 1002L 10 feet. Rồi cái này cân nặng của nó là 226g ạ, mã 13, giá 1.400.000. 13 1.400.000 ạ. Cây 14 này. 14 em có một cây của Shimano rất là đẹp luôn. Cây này mới lắm, màu đỏ này. Màu Noel nha.
Cái này là một cây Shimano Bay Reel 2m55 ạ. Hai khúc. Đây mọi người này, dàn khoen full reset nằm thống hết luôn. Cái này nói chung là khá mới, gọn mới đẹp nha. Nó có sẵn cái dây, sợi dây buộc luôn. Bát Fury ạ. Dài 2m55, một cây China xuất Nhật. Bay Reel dài 255 nhé. Tem nhãn của nó đây. Và trên phần góc á, nó sẽ có hai khuyên Fury Six. Hai khuyên Fury Six ở trên phần góc cần. Đây ạ. Và ngọn này. Đây, tất cả các ngọn của nó nhé. Khuyên này khuyên Fury hết nha mọi người. Và độ cứng cây này cũng khá là cao nha mọi người. Ngọn là 2.7 ly, double Fury Six luôn ha. Cái này độ cứng của nó đây mọi người nè, cái độ cứng cây này cũng khá là cao đấy. Tầm 80-120 nhé. Hai khúc 2m55. Rồi, mã này á sẽ là mã cần số 14 ạ, trọng lượng là 360g nhé. Phôi mới đẹp, có đủ đầy đủ túi. Cần này có giá là 1.800.000 nha mọi người. Mã cần số 14 giá 1.800.000 nhé. Tiếp theo cây 15. 15 em giới thiệu mọi người một cây cần súp của dòng Olympic. Đây. Cây cần cho mọi người câu đầu cần nhé, câu lục đầu cần. À, độ cứng thì tầm khoảng 25 thôi, EX thôi. Phần góc đây. Còn khá ok sáng nha mọi người. Olympic Testa súp EX này. Tem nhãn ok. Góc ở đây là 22.6 ly ạ. Pad Fury Stanley. Pad kẹp nha mọi người. Đây này. Cái chữ Stanley ở đây nè, mờ mờ một xíu nha. 25 và dài là 4m05 ạ. Dàn khoen cây này là khoen Fury Six hết, nó có định vị khoen nhé. Khoen lóng định vị đầy đủ này, đường dẫn lóng đầy đủ. Khoen cây này là 5 khoen Fury Six bao gồm cả bu ha. Em đo ngọn là 2.5 ly ạ. Đây nó có định vị khoen đây ạ, vị trí khoen định vị đầu tiên đây. Định vị khoen vị trí thứ hai này. Dẫn lóng nha. Lóng nào nó cũng có đường dẫn nha mọi người. Đấy. Rồi mã cần sốc nha, mã cần số 15 Olympic. 4m05 và độ cứng là độ cứng 25. Trọng lượng của cây cần này là 312g nha, khá là nhẹ. Cây này nhẹ nha mọi người, 312g. Rút gọn là 115cm, cần 15 giá 1.900.000. 1.900.000 ạ. Cần khoen xích có định vị lóng và khoen dẫn đầy đủ nha. Cây 16 này. 16 là một cây của Ryobi ạ, dòng cũng là dòng cần súp luôn. Thì cây này nó sẽ có độ cứng 33 và độ dài là dài 4m. 33-4m Ryobi hàng của Hàn Quốc. Phần góc đẹp. 23.6 ly là độ lớn, 23.6 ly, 7 ly là độ lớn phần góc cần. Cứng 33 dài 4m. Ryobi Superlight SS, Pad Fury SS7 này. Cái này cũng tất cả là khoen xích hết ạ. Khoen Fury xích có 5 khoen bao gồm cả đầu bu như thế này. Ngọn em đo được là 3 ly ạ. Cái này có vị trí lóng ngọn thì nó có sơ xước này. Cái vị trí mà dẫn cái khoen này, này nó có tróc sơn nhẹ nha. Đây nè, những cái vị trí mà đặt khoen ấy. Em cũng không biết là chủ cũ người ta cố tình làm hay là do cái khoen lên xuống thì nó trầy. Nhưng mà em thấy nó chỉ trầy cái vị trí để khoen thôi á mọi người. Đó, hai cái vị trí khoen ngọn là nó lại trầy. Nó lại trầy như này, hai cái vị trí đặt khoen nha. Đó, còn các vị trí khác nó không trầy. Đó, hai vị trí này thì nó trầy thôi. Rồi, cái lóng thứ hai này. Lóng thứ hai thì nó đẹp ha. Lóng 3 đây ạ.
Cái dòng Ryobi này này, độ cứng 33 của nó thì nó sẽ ngang so với các dòng Daiwa hoặc là Shimano thì 33 này nó tầm 30 thôi nha mọi người, chứ nó không có được cứng giống như 33 của cây cần Daiwa đâu nhé. Tùy mỗi cái dòng nó sẽ có mỗi cái thông số khác nhau, thì em cầm qua nhiều cây cần á thì em sẽ án chừng độ cứng để em báo với mọi người, chứ còn thực tế trên cần thì nó ghi độ cứng như vậy, nhưng 33 này thì tầm khoảng 30 của một cây Daiwa khác thôi nhé. Rồi tổng thể của cần như thế này đây ạ. Trọng lượng quần là 414 g, rút gọn 114 cm nhé. Mã số 16 này giá 2 triệu ạ. 16 giá 2 triệu. Rồi tiếp tục mã 17 là một cây cần rút này. Một cây cần rút Daiwa Kenyaki dòng em nói nhầm, một cây cần rút Daiwa Keola, độ cứng 30, dài 50, dài 3m3, cần rút. Phô này thì không cần giới thiệu nhiều, nhiều khách biết rồi. Góc 21.8 ạ. Có trầy này. Bát là bát Fury ạ. Sáng sợi keo là rất là đẹp luôn. Dàn khoen không lỗi nha, khoen tất cả là khoen Fury lõi dạ qua, không lỗi lầm. 2 4 6 7 khoen. 7 khoen nhé. Em đo ngọn là 2 ly 2. Ngọn là xoắn sợi khao la từ phần ngọn như thế này luôn mọi người nhé. Này. Lóng 2 ạ. Vị trí lóng 2 này thì nó có điểm trầy này. Có một cái điểm trầy sơn ở vị trí đây. Có một vị trí tróc sơn ở đây nhé. Rút tất cả là 3 lóng thôi. Xoắn 2 da, xoắn từ phần ngọn nha mọi người. Cứng 50, 3m3. Mã cần sẽ là 17, cân nặng là 308 g, rút gọn là 118 cm nha. 17 giá 1.800.000 ạ. Mã 17 1.800. Mã 18 này, 18 là một cây cần rút của Ryobi ạ. Cái này thì nó sẽ có độ cứng 80 và độ dài là 3m60 ạ. Dòng cần rút nha, phần chui đây. Cần cũng còn khá ok nha. Ryobi này là của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Góc là 22.7, nó sẽ phố đen và xanh. Cánh tay cầm thì là mốt sốt, bát là bát Fury vặn, 83m6. Tem nhãn ok này. Về khoen ạ. Bu cần sẽ là bu Fury xích, còn tất cả các khoen, cây này sẽ là khoen Fury lõi đá xám và tổng là 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Có một khoen lỗi nha mọi người, cây này có một cái vị trí khoen này nè. Đó, nó có lỗi nứt một cái vòng kim loại ở dưới nha. Cái này mình đổ keo để tái sử dụng nha. Thực ra nó cũng không có cái gì mà hư, bây giờ thay khoen nó cũng, em cũng có khoen để em thay lại ở vị trí khoen đây. Đó, thì cái này em báo để mọi người về đổ cái vị trí keo vào đây nhé. Ra cần thì về qua sử dụng về có nhiều cây bị lắm. Nhưng mà nào mà nứt luôn thì mình thay, còn cái này mình còn xử lý được nha mọi người. Đó. Càng khoen thì chỉ có lỗ một khoen đây thôi, còn khoen nào cũng ok, không có nứt nhé. Bu là bu Fury xích. Em đo ngọn là 2 ly nha mọi người. Đây này. Cái này phô thì còn sáng, phô sáng nhé. Cái này thì chỉ lỗ một khoen thôi nha, còn lại nó không có lỗ gì hết. 4 lóng rút tất cả nhé. Bên trong đây. Độ cứng 80, dài 3m60 ạ. Khoen đây thì nó bẩn thôi mọi người, chứ nó không có bị nứt nha. Thông số độ cứng đây. Dòng này là Ryobi Pro Session. Tổng thể cần đây ạ. Trọng lượng của cần là 396 g, chiều dài thu gọn 103 cm nhé. 18 giá 1.200.000 ạ. Mã 18 giá 1.200.000. Mã 19 này. 19 thì em sẽ có một cây cần ISO. ISO khoen nhỏ nhé, nhưng mà đọt số 4 mọi người. ISO khoen nhỏ, tất cả là dàn khoen Fury xích hết, dòng 2 Power X Pro Select nha. Đấy, Pro Select. Cái này bản đời này nó cũng khá là đẹp rồi. Phần góc đây, nó có sơ xích dâm nhé. Độ lớn góc cần là 22 ly. Pad của nó sẽ là pad vặn Fury FPS 24 pad vặn. Này, đọt số 4 nha. Dài là thực tế đây, 5m30 nha mọi người. Dài 5m3 này. 121 cm và có 50 lóng tất cả. Shimano hàng nội địa nhé. Bản này là cần nội địa Nhật ạ.
xoắn hai da xoắn ít này. Dòng vô này cực kỳ dày luôn. Khoen nó sẽ là dàn khoen Fury Set hết. Nó không lỗi khoen nào hết nha mọi người. Đấy, bu đây. Bu cũng là bu xích luôn. Đọt 4 khoen nhỏ mà đọt 4 cũng khá cứng rồi đó mọi người. Nhưng thường đọt số 4 thì nó sẽ qua ISO khoen lớn rồi. Đọt 1 ly 8 ha. Đóng 2. Đấy, xoắn gỗ nổ gần như thế này. Đóng 3 này. Nó cũng có những cái vết xước sát dâm nha. Còn mới mà tinh tươm như đập hộp thì không có nha. Cái này hàng qua sử dụng thì tất nhiên nó sẽ có trầy. Đấy, có sơ xước này. Rồi, mã này đọt số 4, 5m3, ISO khoen nhỏ nha. Dàn khoen là Fury Set đen hết ạ. Tổng thể cần trọng lượng là 338g, rút gọn 116cm nha. Cần 19, giá 1.800.000. Mã 19, giá 1.800.000 ạ. Rồi, số 20 này. 20 là em có một bảng cần, cái này là một bảng Line, Ikeda và Hechi, dòng PowerMate nha. Daiwa PowerMate nha. Hết nào mình muốn tìm một cây mà nó năng hơn, cứng hơn Ikeda, tại vì cũng có nhiều khách đó không thích Ikeda. Có nhiều cây là nó mềm, nềm thân nó mềm quá mọi người, thì cũng có nhiều khách là tìm những cái dòng cứng mình có thể tham khảo này. Cây này nha mọi người, cây này là một cây Hechi Light Ikeda, bản đời này cũng khá là đẹp. Carbon của nó sẽ là phôi xoắn X2 da nha. Phần gốc, phần ngọn của nó sẽ ngọn carbon thì nó sẽ cắm ở trong phần chuôi như thế này và giấu trong thân cần. Đọt ở đây thì sẽ tháo rời được. Đây này. Đó, sẽ tháo rời được. Thường thường những dòng lai là người ta làm như thế này nha. Và phôi cần đây ạ, em đi cho mọi người xem phần gốc thôi. Dài là 2m1, bao ở mét. Phôi hai da xoắn này. Khoen của nó sẽ là khoen Fury đá xám, nó có cái đường dẫn này mọi người. Đường dẫn cắm khoen, cắm cho cân khoen ha. Nhẫn lóng đây, khoen có sứ ha. Đây phôi hai da, khoen có sứ ở đây, có 4 khoen có sứ. Cái này là khoen Fury Set nha mọi người, khoen Fury Set này có 4 cái khoen ở trên phần phần ngọn ở đây. 1 2 3 4 5 khoen chứ, 5 khoen ạ. Và cái ngọn ở phía trên này á là ngọn đặc này đó, là khoen dẫn Ikeda như thế này, cần nguyên bản mọi người nhé. Đó, đủ độ dài. Rồi thì cây này sẽ là mã số 20 ạ. Cân nặng là 108g, chiều dài thu gọn là 109cm. Giá cây này em bán là 1.200.000 nha mọi người. 1.200.000 ạ. Đấy. Tổng thể hai khúc rác, ngọn tháo rời được. Hàng của PowerMate nha. Đây. Tay qua PowerMate. Mã số 20, giá 1.200.000. Rồi em lên cây số cuối cùng 21 ạ. 21 em có một cây cần câu tay của Rama Katsu dài 10m. Đây em di chuyển camera sang phía bên đây cho mọi người dễ xem này. Đây. Cây Rama Katsu 10m nhé, có đầy đủ phụ kiện. À, cái này nó về được nguyên cái ống nhôm đường cần luôn. Đây cái ống này là chất liệu nhôm mọi người nhá. Bản Rosan Classic này của Gamma Casso. Nó sẽ có cái logo ở đây. Đây, bao nặng. Ống này không, nó rất là nặng mọi người. Đó, đầy đủ phụ kiện nhá, có túi vải. Đây, túi vải zin của nó, túi màu xanh như thế này. Rồi còn cần đây, chui của nó sẽ có cái logo Gamma Katsu ha. Phần cán của nó sẽ cuốn sợi mây này, logo của nó. Một cây này á, dài 10m, vị trí gốc ở đây em đo là 25cm nha mọi người. Rosan Classic dài 10m. Cây này á, độ cứng là tầm khoảng 4.5-5H á mọi người, 4H rưỡi-5H ha. Và phôi cũng còn ok, có xước sát và điểm lông mèo thôi. Đó, có nút gỗ trên đầu cần nhé. Mình tháo như thế này để mọi người dễ xem phôi cần. Đây,
Cái này mọi người câu kéo sưu tầm trưng bày ok. Còn việc con này có cả ống, cả cái ống nhôm đựng cần đầy đủ. Đó, phôi gamma đây nha mọi người. Cái bản này thì nó cũng không phải cái dòng đời, không phải là cái bản đời cao, nó ở tầm trung thôi. Đây ạ, cắn lóng đây. Còn khá là sáng đẹp nhé, còn nguyên bản nha mọi người. Cái ngọn này nè, cái phần trên phần ngọn này là chủ cũ người ta sơn dạ quang lên á, mọi người không thích mình có thể lau đi ha. Và cái bô này là bô xoay 360 nè, đấy bô xoay nhé mọi người, về mình gắn dây xài thôi ha. Tắt lóng đây, chung ngoại hình khá là ok, sáng đẹp đủ phụ kiện nha. Rồi cây cần mã cuối cùng số 21, một cây gamma kesu chiều dài là 10m ạ, độ cứng là 4.5 tới 5h, trọng lượng cây này là 438g, rút gọn là 1m3. Cây này em bán với giá là 2.700.000 nha mọi người, 2.700.000 ạ. Rồi em vừa giới thiệu xong lô tất cả là 21 mã cần, mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em vào số điện thoại 0932455407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo ạ.